Lời đầu tiên, MC Hoàng Hiệp xin gửi đến toàn thể quý bạn và các vị một lời chúc và lời chào giả chân nhất. Thưa quý vị, đám giỗ phải có xôi gà, đám cưới phải có đôi ta sung vầy. Trong buổi lễ cưới đầy linh thiêng, nhang khói nghi ngút ngày hôm nay, cả lò nhà chú rể cùng cả họ nhà cô dâu đã có mặt đông đủ. Vâng, mẹ cô dâu, bố chú rể đang tiến đến phía sân khấu. Còn chần chờ gì nữa, xin mời cô dâu Tuyết Trang và chú rể Văn Nghĩa hãy trao nhau nụ hôn nồng cháy cùng những cục đàm béo ngậy. Vâng, rất tuyệt vời, cặp đôi Nghĩa Trang của chúng ta. Hôm nay là ngày ý nghĩa nhất, cũng là đêm tuyệt vời nhất của hai anh chị. Đó chính là đêm động thổ, động phòng. Trước khi tất cả chúng ta nhập tiệc với những món ăn được chế biến từ đồ ăn đông lạnh lâu ngày, MC Hoàng Hiệp xin gửi tặng đến toàn thể dòng họ hai bên ca khúc Đồi Thông Hai Mộ.